Chào chị Hến. Đi đâu mà mông má cứ đánh tanh tách cả thế? Tôi đi thăm đồng mà chú buồn cười, nhìn lên trên không nhìn, cứ cắm mắt vào mông tôi làm gì? Đẹp thì em mới ngắm chứ. Ở nhà có cái bàn tọa to tướng đấy, ngắm thật lực vào, sao ra ngoài cứ phải mắt la mày liếm? Đồ nhà dùng mãi cũng chán chị à. Ôi giời ơi, quả này về thì biết tay. Anh làm gì mà cứ đi đi lại lại như nhà có ma thế? Kệ tôi, đang tức đây. Chuẩn bị chuyển sang nghề thầy cúng hay sao mà cứ lẩm ba lẩm bẩm? Lúc chiều cô chuyện trò gì với cái thằng Ngao? À, gặp chú ấy đi thăm đồng, chuyện trò một tí chứ không có gì. Ôi giời ơi, cô bỏ bưởi bỏng ra tôi kiểm tra xem có mõm tí nào không. Ai làm gì mà mõm? Thì tôi thấy nó thế này còn gì. Giời à, người ta trêu đùa một tí thì mất gì? Không có trêu đùa gì cả. Bọn thanh niên cả lơ bây giờ là nó ghê lắm. Nhoáng một cái là nó oánh chén ngay. Chén với bác cái gì? Tôi có phải là giếng làng đâu mà ai thích dùng thì dùng. Vợ chồng thì phải tin tưởng lẫn nhau. Em thề chung thủy đến bạc đầu với anh. Thôi thôi, cái bộ môn thể thốt là người ta bỏ lâu rồi. Mệt người với anh lắm cơ, ghen tuông vớ vẩn làm mất thì giờ của nhau. Ra ngoài gặp gái thì người cứ tê tái cả lên, khua môi múa mép loạn xạ, vợ trò chuyện tí còn bày đặt ghen tuông.